Một bức ảnh động thác đang chạy có khó làm hay không? Không khó chút nào đâu, cùng theo dõi mình nhé. Sau khi mở bức ảnh thác nước của bạn lên, dùng công cụ Quick Selection để lựa chọn phần thác. Không cần phải quá chính xác đâu. Nhấn giữ Shift, bạn sẽ thấy dấu cộng. Đó là lúc bạn có thể thêm vùng chọn mới. Ngược lại, nhấn giữ Alt để loại bỏ vùng chọn không cần thiết nhé. Sau đó, nhấn Shift F6 để thêm Feather khoảng 5 pixel. Nhấn Ctrl J để tách phần thác vừa chọn ra một lớp riêng. Chuột phải vào lớp 1, chọn Convert to Smart Object. Việc này sẽ giúp bạn có thể thay đổi thông số hiệu ứng bất cứ lúc nào bạn muốn. Nhân đôi lớp này lên với Ctrl J và Clipping Mask lớp vừa sao chép bằng Ctrl O G. Bạn có thể thấy dấu mũi tên nhỏ của lớp đầu tiên chỉ xuống vào lớp phía dưới. Điều đó có nghĩa rằng hiệu ứng của lớp đầu chỉ duy nhất ảnh hưởng xuống lớp phía dưới mà thôi. Và Window Timeline. Nhấn Create Video Timeline. Có hai lớp, mở lớp đầu ra. Nhấn vào biểu tượng đồng hồ ở mục Transform để cài đặt Keyframe. Bảo đảm đường màu đỏ nằm ở phần đầu timeline nhé. Bây giờ kéo đường màu đỏ xuống cuối timeline. Nhấn Ctrl T để kéo thác dài xuống. Chúng ta đang tạo chuyển động cho thác. Và Enter khi bạn đã làm xong. Nhấn Play để xem thử kết quả nào. Tuyệt vời. Bước cuối chúng ta sẽ xuất file này ra dạng video để có thể chia sẻ cho bạn bè. Nhấn vào mũi tên bên dưới, mục Render sẽ hiện ra. Trong mục này bạn hãy thiết lập đường dẫn để chứa file nằm ở Select Folder. Điền kích thước bạn muốn xuất ra. Ví dụ như ảnh này mình muốn xuất ra kích thước theo định dạng clip ở trong TikTok thì sẽ là 916 nhân với lại 1440. Chọn Render. Xong, ngon lành luôn. Nếu bạn thích clip này, hãy ghé thăm kênh YouTube bên mình. Nơi đó có rất nhiều thủ thuật và mẹo hay được đăng tải mỗi ngày. Đường link nằm ở hồ sơ bên mình đó nha. Cảm ơn các bạn.